Đây là chiếc xe tải mà mình đã phải bán cả nhà để đủ tiền mua. Và mình sẽ lên con xe tải này skirt skirt để đi giao hàng. Làm YouTube khổ quá để phải đi giao hàng các bạn ạ. Rồi, và mình đã sẵn sàng để mình lao đi rồi. Phía trước có vẻ như là có một con gì đó đang đứng cản đường. Nhưng không sao, mình sẽ cho nó biết thế nào là lễ hội. Vút ga lên. Ê nhưng mà mình quên chưa học cách lái. Mình chỉ học cách đạp trên ga thôi. Như là kiểu mấy huấn luyện viên Rap Việt đạp để chọn nó thí sinh ấy. Giao hàng đã hoàn thành. Vâng, như thế là hoàn thành rồi. Mình kiếm được tới tận 1.288 đô. Vâng, chỉ bằng việc đâm thẳng vào phía trước, phá hỏng tan nát cái xe mới mua. Ảo ma thật chứ. Và với số tiền này, mình có thể sử dụng để mình nâng cấp tốc độ, xăng hoặc là thêm tiền full speed ấy. Đúng rồi, cấp 2, thêm một xíu xăng cũng được. 1.000 đô à? Thế thì nâng nốt hai cái này đi nào. Rồi, đủ. Và còn dư tầm 500 đô, nâng cấp tiền đi. Rồi, tất cả đã xong. Và tiếp tục, quẩy lên. Hình như cái này bây giờ mình phải điều khiển ạ. Cái này đạp trên ga này. Vậy là bây giờ mình muốn di chuyển trên đường này là mình phải. Ủa? Ê! Ê! Mình không thể nào mà mình có thể. Mình đang cảm thấy quan ngại với chính tính mạng của bản thân mình trong buồng lái. Và đống đồ ở trong cái thùng xe tải của mình. Trời ơi! Ê, hình như là cái này không thể nào mình có thể đánh bẻ lái được đúng không? Chứ thấy đây giờ là không thể biết cái nào để mà đi luôn á. Thì đây, nhà để xe. Mình có thể mua những cái xe khác với giá 23.000 đồng. Rồi, chê nha. Xe này, xe này xe trộn bê tông à. Đến cả những chiếc xe xe đời mới xịn sò con bò. Rồi xe bán kem. Cái này là xe này là xe chở cát này. Trời ơi. Và phải mở khóa những cái xe phía trước. Trời ơi. Tức là bây giờ mình phải bỏ ra một đống tiền để mở hết cái xe bên này. Rồi xem 24 cái quảng cáo để mở khóa 4 cái xe cuối. Rồi mới qua bên này để mở bên này được. Ai cả đạn ạ, đâu xem quả xe cuối cùng nào. Là siêu xe. Thậm chí có trực thăng luôn. Rồi game này là nó là bào tiền rồi. Rồi để thử kiếm cách để mà lái xe xem nào. Rẽ trái. Nó không rẽ trái. Đúng rồi, nữa, xuống nữa đi. Đấy đúng rồi, có vẻ như là cái game này nó là như vậy đấy. Mình sẽ phải đi thật thẳng, cắm thẳng mặt về phía trước. Không quan tâm đường đi lối lại là gì. Đó, đúng hàng trong thùng xe kìa, thấy chưa. Rồi, mặc kệ nó luôn. Đó, làm sao mà chạy xuống dưới cái khu dân cư ở phía dưới để giao đồ cho người ta. Đi xuống 500m thì mình sẽ được gặp được cái khu dân cư. Và nếu mình đi được xuống khu dân cư, mình sẽ mở khóa được núi lửa. Vâng, có hai chữ Y ngắn nha. Cấp độ cuối cùng, chúng ta có thể được bay. Được lái xe bay luôn. Lái được không? 231.000 đô để có thể được xe bay. Ôi, mình cầm cái tiền này, mình đi ra KFC, mình ăn một bữa gà cho nó no nê còn hơn. Đạp ga nào. Tới bến luôn. Full ga, let's go. Wow, mình bay à? Có vẻ xa nha. Ok. Đập phát nữa. Đập cầm cái xe mình tông cây luôn, tông cả biển chỉ đường luôn. Nào, 152m, kỷ lục mới. Đó, 2.200 đô. Nó phải là như vậy. Ê, mà có xem quảng cáo đâu ta? Không có nha, vì mình tắt wifi rồi. Đấy. Đây là lý do tại sao mà nãy giờ không có một cái quảng cáo nào xuất hiện đấy. Share game cho 3 người bạn để được một cái trực thăng. Ủa, sao share được ta? Ê, chính ra không biết là sao để share game mình luôn á. Ôi ôi, các bạn thấy không? Ở đâu cũng... Cái game này là ở tất cả mọi chỗ đều có cái để khiến chúng ta mất tiền. Nhưng mà không, mình không có ngu. Mình đẹp trai thông minh chứ mình đâu có ngu để mà nạp tiền chơi cái trò này. Ui dồi. Cái đống này mà 700.000 á. Cái đống này mà 700.000 á. Ba cái xe này không có quảng cáo thêm tiền mà 700.000. Xong rồi ra vẻ giảm giá. Không nha. Cái trò này là cái trò mà đẩy giá lên xong rồi là giảm giá xuống về ban đầu ấy. Tôi đã quá quen với trò này rồi nhá. Quái nào mà. Cái số tiền mình kiếm được ấy, nó dựa vào cái việc là mình có lộn nhào hay là mình có làm được mấy cái làm trò con bò không. Chứ không phải là mình đi được xa hay không. Trời ơi. Thế game khó đấy. Mình phải căn làm sao để mình có thể làm được nhiều trò nhất. Mà thế thì làm sao mà căn được. Game này sao căn. Ui, đó. Ui. Ui à, ây à, đụng xe công nông luôn. Mình đang xuống tới gần tới rồi. Chỉ còn qua một cái đoạn đồi thôi này là mình xuống được tới dưới cùng luôn. 264m, let's go. Hy vọng là không có xe nào đi trên đường ở đây để mình cản đường mà. Trò chơi có thưởng.
Để xem thưởng gì nào. Mở khóa xe. Ủa là sao? Là sao? À! Ngẫu nhiên một xe. Ở mình sẽ xe gì đây? Một chiếc xe ô tô. Let's go. Xe này là xe có vẻ là xịn hơn rồi đấy. Có vẻ là giống màu xe còn rác hơn. Đó, định mệnh rồi. Định mệnh bảo mình nào lấy cái xe này đi. Nghe tiếng động cơ có vẻ căng hơn cái xe tải đấy. Vít lên. Lên luôn. Rồi, xe nào. Em là xe này nó bay động. Ok. Ôi trời, trời ơi. Rồi, sao bay cửa luôn rồi. Ôi, nát hết đầu xe rồi. Ui trời, ui. Rồi, ôi là còn trồng cây chuối xuống cơ chứ. Vâng. Còn thua cả cái xe tải của mình chứ trời ơi. Rồi, xe qua được không? Chưa qua được hoàn toàn. Ôi, phá nhà người ta luôn kìa. Trời ơi. Ôi rồi. Trời ơi. Tuyệt vời. Phá nhà, phá cửa của người ta để mà có thể đạt được tới 4.300 đô. Tôi sẽ phá hết, ngày nào tôi cũng phá nhà người ta luôn. Hy vọng là người ta không ra đánh tôi. Nào, thêm xăng đi. Xăng là có lợi nha. Bây giờ xăng càng nhiều mình sẽ bay được càng xa. Đáng ra mình nên nâng cấp nó từ đầu. Rồi xong, ở đây. Bay qua cái ngọn đồi đó, đi thẳng xuống dưới. Và chúng ta đến với ô kẹt thứ hai. Chơi từ nãy đến giờ mà toàn bị vướng không à? Cứ toàn có cái chỗ để nó vướng mình nha. Rồi còn cái con cừu kia, nó nhìn mình nãy giờ rồi đó. Mình chơi cái trò này là bạo. Nó rơi xuống, nó ủi một cái, nó đứng tại chỗ luôn, nó không thèm đẩy. Thêm tốc độ đi, thêm xăng. Rồi, quả này là mình nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được 300m này. Ok, giữ. Đấy. Mình sẽ phá vỡ tất cả mọi thứ cản bước mình đến với nhân loại, đến với văn minh, kể cả con cừu này. Mày sẽ mãi mãi mắc kẹt tại trên khu đỉnh núi này. Suốt đời chỉ là con cừu mà thôi. Đúng rồi. Bật lên. Đúng rồi. Bật lên. Lên đi. Được. Yes. Đây rồi, con đường tiến tới văn minh 5.000 đô. Đó. Let's go, cố lên nào. Nào, please. Yes. Xuống đi, xuống dưới. Jump here. Mình đã thấy chữ rồi. Nhảy vào đó rồi. Đi xuống đó là cái gara cho bãi đỗ xe để có thể giao hàng tại đó. 396, 4m nữa là được cái chìa khóa xe mới rồi. Đừng luôn rồi đấy. Nó tính luôn nha. 396 ở trong game vẫn làm tròn luôn. Rồi, thế là có xe mới rồi. Xe mới rồi. Chúng ta có một xe. Ê, cái này hình như là nó là như kiểu cái xe mà cái nhà ở di động ấy. Rồi, cũng được, hợp lý. Cái nhà ở di động này mình đã sẵn sàng để đem tất cả đồ đạc của cải trong nhà lên xe và chúng ta đi thẳng xuống dưới. Đúng rồi, đó. Nào, xuống dưới mua nhà nào. Let's go. Ui chà, cái xe này kích cỡ nó quá to, cho nên là nó có thể rơi xuống cực kỳ nhanh luôn. Easy, 440 mấy mét. Rồi, nó có một. Đúng là xe xịn có khác. Kỷ lục mới, 6.300 đô. Làm lại luôn. Thử kiếp đi. Không cần tiền cái đó. Sờ kiếp luôn, đúng rồi. Nào. Đó, xuống. Chắc chắn là ăn. Thằng nào quy hoạch cái khu đất này mà trồng cái cây ở đấy hả? Thằng nào ôi mẹ, nó trồng cái cây đúng vào cái chỗ. Có bao nhiêu chỗ để trồng cây không trồng? Trồng đúng cái chỗ mà xe mình rơi xuống, nó chặn ngay xe mình lại. Cây thế, cây cho chứ, đúng tức luôn ạ. Cứ toàn đang rơi là mấy cái cây nó chắn đường không à, khó chịu thật sự chứ. Nào. Đừng đụng vào cây là được. Trời ơi, cái tường gạch này mình không có đủ. Không có đủ cái tốc độ để mà rơi xuống được. Let's go. Nào.
gì nữa, sao lại đập vào cái góc đấy? Góc nó đang rơi xuống, đập cái góc lại bằng sang bên cạnh. Trời ơi, các bạn ơi. Thế này thì bao giờ mới ship được đồ đây? Trời ơi, nó lâu quá trời ơi. Cừu ơi, tuy tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa đâu, nhưng mà khổ nỗi là cái game này nó ác quá, nó bắt tao phải nhìn mặt mày suốt à. Thôi chắc là được rồi, mình đã rút ra quy luật rồi. Quy luật là gì? Quy luật là mình không ăn mừng quá sớm. Cứ khi nào mình thấy mình ăn mừng ấy là game nó cho mình đứng lại à? Nên là thôi, mình sẽ giả vờ như là mình không quan tâm nha. Đây đây, làm gì mình làm đi, đó, muốn làm gì mình làm. Đó, làm gì mình làm. Kệ mày luôn. Ê, như là cái game nó nghe thấy mình nói hay sao á? Nó nghe thấy mình nói là mình giả vờ hay sao á? Nên là giờ nó còn cho mình thua cả cái vừa nãy. À thế, không nhìn vào màn hình. Rồi, làm gì mình làm đi. Tao không nhìn nữa. Yes! Thành công rồi. Chúng ta không cần nhìn vào đường chúng ta đi thì chúng ta sẽ đến được nơi. Vâng, bài học cuộc sống. Yeah, let's go. Mình đã ship được đồ rồi. Và mình được phần thưởng. 8 tiếng nữa mới được phần thưởng. Cái gì đấy? Ai ơi, 8 tiếng nữa mới được tiền lương ạ, khổ thế. Rồi bây giờ sao nữa? Rồi bây giờ thì địa điểm tiếp theo ship đồ ở đâu? Vãi cả đạn ạ, bây giờ phải đi tới núi lửa để ship đồ à? Đâu, để đi thử xem nào. Wow! Ê! Thôi, được rồi các bạn ạ. Mình không đăng ký vào Grab để đi ship đồ ở chỗ này nhá. Khu này thôi, nhường cho các bạn shipper khác chứ mình thì dẹp nhá. Đủ lắm rồi. Chạy xe nãy giờ hỏng mấy trăm cái xe rồi mà chưa được một đồng tiền lương nào đây. Thật sự là quá phí thời gian luôn. Đáng ra mình nên dùng thời gian để mình bấm vào nó và mình kiếm được hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ đô. Mình đã làm được đó như thế nào? Hãy bấm vào video này để biết nhá. Mình sẽ gặp các bạn ở bên video này nhá.